đậm mang về ấn tượng Eco Park với chất liệu hoa thước tha quý phái, điểm xuyến những cánh hoa xinh đẹp. Hội đồng mở ra trước mắt người xem một vùng đất ngập tràn thiên nhiên, tất cả toát lên những đường nét uyển chuyển và thành thoát. Thưa quý vị thân mến, bộ trang phục tiếp theo mang tên Sky Oasis gây ấn tượng bởi hồ chân mây nối hai đỉnh tòa nhà, có thể thu chọn vẻ đẹp của cả sông Hồng cùng với không gian xanh bất tận của Eco Park với cảnh quan hồ rộng 50 hectare. Và các đôi biểu điện đầu tiên của Eco Park S1, S2 Sky Oasis nét chấm phá đầu tiên trên cung đường Bình Đảo. Với thiết kế tà áo dài thước tha mang hình ảnh của một tổ hợp căn hộ cao cấp nơi không gian xanh ngập tràn, gợi lên chốn an cư, chan hòa ánh nắng của một tâm hồn an nhiên luôn mở rộng, nơi xanh hơn phố, vui hơn resort. Tiếp theo là bộ sưu tập mang tên Sky Forest khép lại chặng đường 2 năm đầu tiên trong cuộc hành trình lớn lên của Eco Park. Và cùng với mảnh ghép cuối cùng trên con đường Vịnh Đảo, ba tòa tháp Sky Forest đã khéo léo vẽ thiên nhiên lên bầu trời bằng cách đưa 8 cầu viên lên không trung. Với điểm nhấn là đám mây trắng lững lờ trôi trên thân áo, bộ áo dài gợi về một cuộc sống bình yên, phong cách phóng khoáng với vườn thượng viện xanh mướt trên tầng cao. Thưa quý vị thân mến, Tita Luxury dẫn dắt chúng ta trải qua khoảnh khắc của 4 mùa Eco Park đầy biến hóa thú vị cùng với 4 nàng thơ xuân, hạ, thu, đông. Vừa rồi quý vị được chiêm ngưỡng và trình diễn của nàng Giáng Xuân mang cho mình một sức sống căng tràn, xanh tươi của một nàng thơ kiểu diễm. Tựa như Eco Park vươn mình kiều hãnh giữa đất trời, ngập tràn tiếng chim hót đón chào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Và thưa quý vị thân mến, nối tiếp đó chính là nàng Hạ, đầy sôi nổi, tinh nghịch, đưa mùa hè ghé chơi với bộ đầm rực rỡ nắng vàng, điệp xuyến bởi những đóa hoa, đồng nội dịu dàng, e ấp, bộ đầm mang đến một vẻ đẹp ấm áp, tỏa sáng. Thưa quý vị thân mến, khi ánh nắng dịu xuống, cả xứ sở Eco Park cùng nhau bước sang một mùa thu tươi mát. Nàng thơ sắc thu mang trong mình những tà váy bồng bềnh, thướt tha, nhẹ bước qua thềm, với điểm nhấn là những dây đeo nhỏ nhắn, cùng với là sắc thu rực vàng trên đôi bàn tay, chiếc đầm mang vẻ đẹp mềm mại và đầy tinh tế. Thưa quý vị thân mến, với vẻ đẹp quý phái độc đáo của nét đông, dẫn lối chúng ta tới mùa đông của Eco Park, một mùa đông dịu dàng, xen lạnh, khiến những trái tim xích lại gần nhau hơn. Mùa đông với sắc trắng tinh khôi, Eco Park giữ nguyên vẻ vẻ đẹp của thiên nhiên, khiến mọi sinh vật si mê và tôn tôn sùng bước chân của nàng. Thưa quý vị thân mến, khi thiên nhiên hòa hợp với con người, các giao điểm hội tụ của tinh hoa, Eco Park kết tinh ra một tình yêu đẹp đẽ, vĩnh cửu cho cư dân sống trong vùng đất này. Với bộ cánh trắng muốt, thuần khiết, bộ đầm gia đình thiên nga mang đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái, một nét đẹp vẹn nguyên trọn đầy, tượng trưng cho hạnh phúc sum vầy, viên mãn của mọi gia đình. Và quý vị thân mến, hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho bộ sưu tập của Titan Luxury. Và đó chính là bộ